ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Mới đây, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản công văn số 4692 UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thời gian gần đây, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tập trung chủ yếu tại thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Quảng Xương, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh đã và đang xuất hiện một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, nâng cấp hệ thống hạ tầng và việc triển khai các dự án lớn trọng điểm để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản. Trước tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng đến thị trường nhà ở và bất động sản trên địa bàn phát triển ổn định, bền vững, minh bạch, tránh hiện tượng bong bóng, sốt ảo, đầu cơ đẩy giá, thổi giá để trục lợi, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo tại công văn số 8166 UBNDCN ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc thực hiện chỉ thị số 11 CTTTG ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm nếu có, tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn, đầu cơ nhằm đẩy giá trục lợi bất hợp pháp.